vậy thì đối với việc điều trị vô sinh ở nam giới hiện nay thì sao ạ? Tình trạng này đang được điều trị như thế nào? Vâng, với vô sinh nam giới thì chúng tôi xin nói lại có mấy vấn đề này. Nếu chỉ là nguyên nhân như tôi nói, tức là cái sản xuất ra tinh trùng nó bị ảnh hưởng này, hạn chế này, số lượng, chất lượng và độ di động của tinh trùng thì dùng linh thừa đan. Nhưng mà có những người nó lại không phải thế, tinh hoàn vẫn bình thường nhưng nó lại tắc ống dẫn tinh và sinh tinh. Vậy thì phải kết hợp tây y rồi. Chúng tôi có thể mổ nối ống dẫn tinh, cắt cho tắc đi, sau khi chụp bơm thuốc cản quang vào thấy rõ là ống dẫn tinh của anh này tắc, thế thì chúng tôi cắt cho tắc đi, nối lại. Cũng như ở nữ tắc vòi tử cung thì chúng tôi cắt cho tắc, nối vòi tử cung. Đấy là cái mà đã phải can thiệp ngoại khoa. Còn về thuốc thì những trường hợp tắc ở nam thì hơi khó, là phải lấy tinh trùng ra xong rồi bơm bằng bơm tiêm, chúng tôi bơm vào tử cung người vợ ngày phóng hoạn, tức là người vợ thấy rõ nhiệt độ cơ thể lên một chút này, tiết nhầy ở dưới âm hộ ra nhiều này, chúng tôi mở bộ vịt qua âm đạo nhìn ở lỗ của tử cung có nhiều chất nhầy này, thế là bảo anh chồng đến và kích thích xuất tinh ra, chúng tôi mới đưa vào lọc rửa, chọn lấy số tinh trùng khỏe và tốt nhất và cho vào bơm tiêm catheter đưa vào bộ tử cung người vợ, bơm đúng ngày đó, khi soi đã thấy có hiện tượng phóng loạn ở người vợ, thế thì sẽ có thụ thai. Đấy là gọi là IUI, đấy, bơm, phương pháp bơm tinh trùng của chồng vào bộ tử cung. Cao hơn nữa thì phải làm thụ tinh trong ống nghiệm, tức là cho vợ dùng thuốc, cho chồng dùng thuốc, chọc hút noãn, khi noãn đã trưởng thành ở buồng trứng của vợ ra, đấy, cho vào ống nghiệm, lấy tinh trùng của chồng, cho nó vào với nhau và giúp nó thụ thai ngay trong môi trường ống nghiệm, tự thụ thai. Đấy. Hoặc có thể bơm trực tiếp vào trong bào tương noãn của vợ, thì như thế, rồi sau đó cũng lại chuyển vào trong tử cung cho vợ. Đấy. Thì là phương pháp thụ tinh nhân tạo đấy, trong ống nghiệm. Thì cái này tốn tiền đắt hơn là IUI nhiều. IUI chúng tôi làm trực tiếp, nhưng trong ống nghiệm cũng làm, nhưng mà phải đợi theo thời gian hẹn của bác sĩ, ngày mà nó đã phát triển của phôi đến bao nhiêu, đấy, phôi thai tuổi nào, bây giờ bơm vào tử cung, đấy gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Thế thì đấy là những cái kỹ thuật, đấy là cả nam cả nữ. Thế còn tắc thì tôi nói rồi, nam cũng như nữ đều có thể can thiệp phẫu thuật để làm thông ống tinh hoàn, ống dẫn tinh, và nữ làm thông vòi tử cung. Thế cho nên là kỹ thuật ngày nay chúng ta có nhiều và kết quả có thể cao đến mức từ 30-40% là đa số. Nhưng hiện nay đã có những kỹ thuật tới 90% thành công cho các vợ chồng. Rất cảm ơn những chia sẻ của giáo sư.